Chào các em, vào ngày 31 tháng 10 năm 2018 thì Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã công bố đề thi minh họa môn Địa lý vào lớp 10. Bây giờ thì chúng ta cùng tìm hiểu về đề thi này nhé. Trước hết là câu số 1. Các dân tộc ít người ở nước ta phân bố chủ yếu ở khu vực nào sau đây? A. Đồng bằng và duyên hải, B. Miền núi và trung du, C. Đồng bằng và trung du, hay D. Trung du và duyên hải. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là các dân tộc ít người của chúng ta sinh sống ở miền núi, ở trung du, ở đồng bằng và duyên hải thì cũng có các dân tộc ít người sinh sống, ví dụ như ở cực Nam Trung Bộ hay là ở đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, ở bài số 1 chúng ta đã được tìm hiểu thì cái khu vực mà tập trung đông các cái dân tộc ít người nhất chính là khu vực miền núi và trung du. Vậy chúng ta có đáp án đúng của câu số 1 là câu B. Chúng ta tiếp tục câu số 2. Vùng có mật độ dân số cao nhất ở nước ta hiện nay là A. Đông Nam Bộ, B. Tây Nguyên, C. Đồng bằng sông Hồng, hay D. là đồng bằng sông Cửu Long. Thì chúng ta có thể thấy rằng là hiện tại thì trong tất cả các vùng kinh tế của chúng ta, cái vùng mà có mật độ dân số cao nhất trong khoảng từ 1.000 đến 2.000 người trên 1 km vuông chính là đồng bằng sông Hồng. Như vậy chúng ta có đáp án đúng ở đây là đáp án C, đồng bằng sông Hồng. Câu số 3, nhận định nào dưới đây không đúng về đặc điểm nguồn lao động nước ta hiện nay? A. Nguồn lao động dồi dào và tăng nhanh, B. Người lao động còn hạn chế về trình độ chuyên môn, C. Chất lượng nguồn lao động chưa được cải thiện, D. Người lao động có kinh nghiệm sản xuất và phong phú. Thế thì ở bài số 4, bài lao động và việc làm thì chúng ta đã biết rằng là với dân số đông và cái tỷ lệ người trong độ tuổi lao động chiếm tới 2/3 dân số, cho nên là nước ta là một quốc gia có nguồn lao động dồi dào, và hơn nữa nguồn lao động nước ta mỗi năm tăng thêm 1 triệu người. Như vậy đáp án A là đáp án đúng về nguồn lao động và không phải là đáp án của câu số 3. Đáp án B, người lao động còn hạn chế về trình độ chuyên môn. Thế thì đây là một cái thực tế của nguồn lao động nước ta và đây cũng không phải là đáp án. Ý D, người lao động có kinh nghiệm sản xuất phong phú, thì đúng là với hơn 4.000 năm lịch sử thì người lao động của nước ta có rất nhiều kinh nghiệm sản xuất, đặc biệt là những kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp hay là ngư nghiệp. Chỉ có đáp án C, chất lượng nguồn lao động chưa được cải thiện, thì đây là một cái đáp án không đúng về đặc điểm nguồn lao động nước ta. Bởi vì trong thời gian vừa qua thì nhờ sự phát triển của giáo dục, của y tế, vân vân, thì trình độ chuyên môn của người lao động của chúng ta đã được cải thiện và chất lượng nguồn lao động của chúng ta đã được nâng lên, cho nên đáp án C, chất lượng nguồn lao động chưa được cải thiện là đáp án đúng. Nó không đúng với đặc điểm nguồn lao động nước ta hiện nay. Như vậy chúng ta có đáp án đúng ở câu 3 là đáp án C. Chúng ta tiếp tục với câu số 4. Cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta hiện nay đang có sự thay đổi theo xu hướng nào sau đây? A. Tăng tỷ lệ trẻ em, giảm tỷ lệ người trong độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao động. B. Giảm tỷ lệ trẻ em và người trong độ tuổi lao động, tăng tỷ lệ người trên độ tuổi lao động. C. Giảm tỷ lệ trẻ em, tăng tỷ lệ người trong độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao động. D. Tăng tỷ lệ trẻ em và người trong độ tuổi lao động, giảm tỷ lệ người trên độ tuổi lao động. Thì chúng ta thấy một cái thực tế là hiện nay cơ cấu dân số của nước ta đang trong quá trình chuyển từ cơ cấu dân số trẻ trở thành cơ cấu dân số già, và hiện tại thì nước ta là nước đang có cơ cấu dân số vàng, và hiện nay thì tỷ lệ trẻ em của chúng ta đang giảm xuống, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động và người trên độ tuổi lao động, những người già thì đang tăng lên. Như vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ở câu số 4, đáp án đúng là đáp án C. Chúng ta tiếp tục với câu số 5. Câu số 5, phát biểu nào sau đây không đúng về thành tựu của công cuộc đổi mới kinh tế xã hội ở nước ta? A. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, B. Kinh tế tăng trưởng tương đối vững chắc, C. Chênh lệch giàu nghèo trong xã hội đã được xóa bỏ, D. Nước ta đang hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu. Thế thì chúng ta thấy rằng là trong cái thời gian vừa qua, với những cái nỗ lực và cái kết quả của cái công cuộc đổi mới bắt đầu từ năm 1986 và đặc biệt là từ những năm 90, những năm 2000 cho đến nay, thì nước ta đã đạt được những
rất nhiều những cái thành tựu, đó là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông lâm ngư nghiệp. Nền kinh tế nước ta cũng tăng trưởng với cái tốc độ tương đối nhanh và ổn định trong nhiều năm qua. Và với cái sự đổi mới về quan hệ kinh tế đối ngoại thì nước ta đã và đang hội nhập một cách sâu rộng và vững chắc vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu. Tuy nhiên trong xã hội thì cái sự phân hóa giàu nghèo thì vẫn còn tồn tại. Bởi vậy cho nên là đáp án chênh lệch giàu nghèo đã được xóa bỏ là đáp án chưa đúng với cái công cuộc đổi mới của chúng ta. Như vậy chúng ta có đáp án đúng ở đây chính là đáp án C. Chúng ta tiếp tục với câu số 6. Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN vào năm nào? Thế thì chúng ta biết rằng là sau khi bình thường hóa quan hệ với Mỹ thì chúng ta đã trở thành thành viên tiếp theo của ASEAN vào ngày 28 tháng 7 năm 1995. Và chúng ta có đáp án đúng ở đây chính là đáp án B, năm 1995. Câu số 7, nhóm cây chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất của ngành trồng trọt nước ta trong những năm gần đây là A. Cây công nghiệp, B. Cây lương thực, C. Cây rau đậu hay D. Cây ăn quả. Và ở bài sự phát triển và phân bố nông nghiệp chắc chắn là chúng ta vẫn còn rất là nhớ. Trong cơ cấu giá trị sản xuất của ngành trồng trọt nước ta thì cây công nghiệp vẫn chiếm một cái tỷ trọng khoảng 1/4 thôi. Các cây rau đậu và cây ăn quả thì lại càng có tỷ trọng nhỏ hơn so với cây công nghiệp. Và cái loại cây mà có tỷ trọng lớn nhất chính là cây lương thực. Và chúng ta có đáp án B, chính là cây lương thực. Chúng ta tiếp tục câu số 8. Vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nước ta là A. Trung du miền núi Bắc Bộ, B. Đồng bằng sông Hồng, D. C. Tây Nguyên hay D. Đồng bằng sông Cửu Long. Và chắc chắn rằng là trong số chúng ta ở đây thì có rất nhiều bạn thích các loại cây ăn quả, thích các loại trái cây đúng không ạ? Đặc biệt là sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, xoài, các loại bưởi, rồi dưa hấu vân vân. Tất cả những cái loại trái cây đó thì chúng ta được trồng ở nhiều nơi, nhưng mà cái vùng trồng nhiều nhất chính là khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và đồng bằng sông Cửu Long chính là đáp án đúng của câu số 8. Chúng ta có đáp án đúng ở câu số 8 là câu D. Câu số 9. Yếu tố tự nhiên nào sau đây có ảnh hưởng đến tính thời vụ trong sản xuất nông nghiệp của nước ta? A. Đất trồng, B. Nguồn nước, C. Khí hậu hay D. Sinh vật. Thế chúng ta thấy là trong bốn nhân tố tự nhiên này thì khí hậu nước ta là khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có sự phân mùa sâu sắc. Miền Bắc thì sự phân mùa nóng mùa lạnh rất là rõ, còn ở miền Nam thì sự phân mùa mùa mưa và mùa khô lại rất là rõ rệt. Cho nên là chính khí hậu là nhân tố có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến cái tính thời vụ trong sản xuất nông nghiệp của nước ta. Và chúng ta có đáp án đúng là câu số 9 là C. Câu số 10, loại khoáng sản có trữ lượng lớn và có giá trị nhất ở vùng biển nước ta hiện nay là gì? A. Muối, B. Dầu mỏ, khí tự nhiên, C. Cát trắng hay D. Oxit titan. Thì chúng ta thấy là đây đều là bốn loại khoáng sản mà chúng ta đã và đang khai thác ở vùng biển. Muối thì có rất nhiều ở các cái vùng dọc ven biển. Cát trắng thì chúng ta khai thác làm đồ thủy tinh hoặc pha lê, hay là oxit titan thì cũng có ở rất nhiều nơi. Nhưng mà cái loại mà có giá trị lớn nhất, đồng thời có trữ lượng lớn, đấy chính là dầu mỏ và khí đốt mà chúng ta đã và đang khai thác rất nhiều ở khu vực thềm lục địa của vùng Đông Nam Bộ, ở cái bể trầm tích Cửu Long và bể trầm tích Nam Côn Sơn, đúng không ạ? Như vậy chúng ta có đáp án đúng là đáp án B. Chúng ta tiếp tục ở với câu số 11. Hai khu vực tập trung công nghiệp lớn nhất nước ta hiện nay là A. Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ, B. Đồng bằng sông Hồng và Tây Nguyên, C. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long hay D. Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ. Chúng ta có thể thấy là ở nước ta hiện nay ấy, thì sản xuất công nghiệp nhìn chung là có ở nhiều vùng. Nhưng mà cái vùng mà có cái mức độ tập trung công nghiệp dày đặc nhất, nhiều nhất ở nước ta chính là khu vực Đồng bằng sông Hồng phụ cận và khu vực Đông Nam Bộ. Cho nên là đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Câu 12. Ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta không có đặc điểm nào sau đây? A. Chiếm tỷ trọng cao nhất trong giá trị sản xuất công nghiệp, B. Phát triển dựa trên thế mạnh tài nguyên và lao động, C. Sản phẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước hay D. Thúc đẩy sự tăng trưởng và phát
sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Thì chúng ta đã biết rằng là các ngành công nghiệp trọng điểm là những ngành có cái thế mạnh lâu dài, thế mạnh đấy dựa trên cái tài nguyên thiên nhiên và nguồn lao động, có hiệu quả cao về kinh tế xã hội và có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của các ngành khác. Như vậy chúng ta thấy là trong 4 đáp án này thì đáp án C, sản phẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước, là đáp án không đúng với ngành công nghiệp trọng điểm. Vậy cho nên là chúng ta có đáp án của câu 12 chính là đáp án C. Chúng ta tiếp tục với câu số 13. Tuyến đường bộ chạy dọc nước ta từ Lạng Sơn đến Cà Mau là gì? A. Quốc lộ 5, B. Quốc lộ 1A, C. Đường Hồ Chí Minh hay D. Quốc lộ 14. Thì ở đây chúng ta thấy là quốc lộ 5 là cái quốc lộ đi từ Hà Nội đến Hải Phòng. Đường Hồ Chí Minh là cái đường bắt đầu từ Bắc Bó, Cao Bằng cho đến Cà Mau. Thế còn quốc lộ 14 là khu vực là đường quốc lộ đi xuyên qua các cái tỉnh ở Tây Nguyên. Như vậy là chỉ có đáp án B, quốc lộ 1A là cái đường quốc lộ xuyên suốt nước ta từ cửa khẩu Hữu Nghị của tỉnh Lạng Sơn cho đến Nam Căn, Cà Mau. Chúng ta có đáp án đúng của câu 13 chính là đáp án B. Chúng ta tiếp tục với câu số 14. Ngành nào sau đây không thuộc nhóm ngành dịch vụ tiêu dùng? A. Khách sạn, nhà hàng, B. Dịch vụ cá nhân và công cộng, C. Thương nghiệp, dịch vụ sửa chữa hay D. Tài chính và tín dụng. Thì chúng ta thấy rằng là trong các cái nhóm ngành dịch vụ của chúng ta thì nhóm ngành dịch vụ tiêu dùng bao gồm khách sạn, nhà hàng, thương nghiệp, dịch vụ sửa chữa, dịch vụ cá nhân và công cộng. Chỉ có tài chính và tín dụng ở đáp án D là một phân ngành của nhóm ngành dịch vụ sản xuất. Như vậy chúng ta có đáp án đúng chính là đáp án D. Câu số 14, đáp án đúng là D. Câu số 15. Trong các địa điểm du lịch dưới đây, địa điểm nào là di sản thiên nhiên thế giới? A. Cù Lao Chàm, B. Hồ Ba Bể, C. Vịnh Hạ Long hay D. Vườn Quốc gia Ba Vì. Chúng ta thấy rằng là trong 4 cái địa danh này thì Vịnh Hạ Long đã 2 lần được công nhận là di sản của thế giới. Và đây chính là một trong những cái di sản thiên nhiên thế giới của chúng ta. Chúng ta có đáp án đúng là C, Vịnh Hạ Long. Câu 16. Tiểu vùng Tây Bắc thuộc Trung Du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh nổi bật nhất về A. Phát triển thủy điện, B. Khai thác khoáng sản, C. Đánh bắt thủy sản, D. Trồng cây lương thực. Có thể nói là trong 4 cái thế mạnh này thì tiểu vùng Tây Bắc có khai thác khoáng sản, có trồng cây lương thực nhưng mà ở quy mô nhỏ, có đánh bắt thủy sản ở một số đoạn sông suối nhưng không đáng kể. Và Tây Bắc của chúng ta là vùng có địa hình cao nhất cả nước, cộng với cái lượng mưa lớn cho nên đây là vùng có tiềm năng thủy điện lớn nhất ở nước ta, tập trung chủ yếu trên hệ thống sông Đà. Và chúng ta có đáp án đúng là A, phát triển thủy điện. Câu số 17. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của nước ta lần lượt thuộc các tỉnh thành phố nào sau đây? A. Đà Nẵng và Khánh Hòa, B. Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, C. Đà Nẵng và Quảng Nam, D. Quảng Nam và Khánh Hòa. Và chúng ta thấy rằng là quần đảo Hoàng Sa thì thuộc thành phố Đà Nẵng và quần đảo Trường Sa thì thuộc tỉnh Khánh Hòa. Cho nên chúng ta đã có đáp án đúng ở đây là đáp án A, Đà Nẵng và Khánh Hòa. Câu số 17, đáp án A. Câu số 18. Ở Bắc Trung Bộ, hoạt động kinh tế chủ yếu ở khu vực Gò Đồi phía Tây là gì? A. Trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm, chăn nuôi trâu bò, B. Trồng cây ăn quả, cây lương thực và cây công nghiệp hàng năm, C. Trồng cây công nghiệp hàng năm và chăn nuôi trâu bò, D. Phát triển du lịch, trồng rừng và nuôi trồng thủy sản. Thì chúng ta biết rằng là vùng Gò Đồi phía Tây của khu vực Bắc Trung Bộ thì cái đất chủ yếu ở đây là đất ferrolit, cho nên là đây không phải là vùng có thế mạnh về cây lương thực. Ở đây cũng không có cái thế mạnh về trồng cây công nghiệp hàng năm. Cây công nghiệp hàng năm thì có thế mạnh ở cái vùng ven biển. Ở đây cũng không có cái thế mạnh về nuôi trồng thủy sản. Và chúng ta có đáp án đúng ở đây là đáp án A, trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi trâu bò. Câu số 19. Cánh đồng muối Cà Ná ở nước ta thuộc tỉnh nào sau đây? A. Ninh Thuận, B. Bình Thuận, C. Khánh Hòa hay D. Bà Rịa Vũng Tàu.
chúng ta có thể thấy rõ ở trên các cái trang atlas này, có rất nhiều trang atlas có cái địa danh là Cà Ná, và chúng ta biết rằng là Cà Ná là một cái địa danh thuộc tỉnh Ninh Thuận. Ở đây không chỉ có cánh đồng muối Cà Ná có chất lượng muối, sản lượng muối lớn, chất lượng muối rất là tốt, mà đây còn là một cái khu vực du lịch rất là phát triển của tỉnh Ninh Thuận. Và chúng ta có đáp án đúng ở câu 19 là đáp án A. Chúng ta tiếp tục với câu 20. Ở vùng Đông Nam Bộ, cây công nghiệp nào sau đây có diện tích lớn nhất? A. Cà phê, B. Cao su, C. Hồ tiêu hay D. Điều. Có thể nói đây là bốn loại cây trồng có mặt ở vùng Đông Nam Bộ. Nhưng trong tất cả các loại cây này thì cái loại cây mà có diện tích lớn, không chỉ lớn nhất ở Đông Nam Bộ mà còn có diện tích lớn nhất ở cả nước, đó chính là cây cao su. Và chúng ta có đáp án đúng là B. Cây cao su. Chúng ta tiếp tục với câu 21. Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ? A. Quảng Bình, B. Quảng Nam, C. Quảng Ngãi hay D. Khánh Hòa. Thì chúng ta thấy là Quảng Nam, Quảng Ngãi hay Khánh Hòa thì đều thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Thế còn Quảng Bình, Quảng Bình thì là tỉnh duy nhất thuộc vùng Bắc Trung Bộ. Như vậy thì chúng ta có đáp án đúng ở câu 21, chính là đáp án A. Chúng ta tiếp tục với câu 22. Cây công nghiệp nào sau đây được trồng nhiều ở cả hai vùng là vùng Trung Du, miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên? A. Điều, B. Chè, C. Cao su hay D. Là hồ tiêu. Thì chúng ta thấy rằng là trong tất cả các loại cây này thì cái loại cây mà thích hợp với cái điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh của vùng Trung Du, miền núi Bắc Bộ chính là cây chè. Và cây chè cũng thích hợp với các cao nguyên có độ cao lớn ở khu vực Tây Nguyên, đặc biệt là ở khu vực cao nguyên Lâm Viên. Và đó chính là đáp án B, cây chè. Chúng ta có đáp án của câu 22 là cây chè. Câu 23, bộ phận nào của vùng biển nước ta nằm giữa phía bên trong của đường cơ sở và tiếp giáp với đất liền? A. Nội thủy, B. Lãnh hải, C. Tiếp giáp lãnh hải hay D. Là vùng đặc quyền kinh tế. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là vùng đặc quyền kinh tế là cái vùng mà bắt đầu từ đường cơ sở ra ngoài khơi 200 hải lý. Vùng tiếp giáp lãnh hải là cái vùng mà nằm giữa vùng ranh giới ngoài của lãnh hải, khoa ra ngoài biển khơi 12 hải lý. Thế còn vùng lãnh hải là vùng tính từ đường cơ sở ra ngoài khơi 12 hải lý, và nó nằm giữa cái vùng nội thủy với vùng tiếp giáp lãnh hải. Và chỉ có vùng nội thủy là vùng nằm phía bên trong đường cơ sở và giáp với đất liền. Người ta có đáp án đúng của câu 23 là đáp án A. Chúng ta tiếp tục với câu số 24. Bộ phận nào, câu 24, hai loại đất chiếm tỷ lệ diện tích lớn nhất ở Đông Nam Bộ là gì? A. Đất xám phù sa cổ, A. Đất xám và đất phù sa, B. Đất ba gian và đất ferralit, C. Đất phù sa và đất ferralit hay D. Đất ba gian và đất xám phù sa cổ. Thì chúng ta thấy rằng trong tất cả các loại đất này, chúng ta có thể tham khảo thêm trên Atlas trang 11 bản đồ đất. Thì chúng ta có thể thấy là ở Đông Nam Bộ thì hai cái loại đất mà chiếm cái diện tích lớn nhất chính là đất ba gian và đất xám phù sa cổ. Và chúng ta có đáp án đúng ở câu 24, chính là đáp án D. Chúng ta tiếp tục với câu 25. Câu 25, phát biểu nào sau đây không đúng với thành tựu trong sản xuất lương thực của vùng đồng bằng sông Cửu Long? A. Là vùng có năng suất lúa cao nhất ở nước ta, B. Là vùng có diện tích lúa cả năm lớn nhất nước ta, C. Bình quân lương thực đầu người cao nhất nước ta, và D. Chiếm hơn 50% sản lượng lúa của cả nước. Hiện tại thì chúng ta chưa học đến bài đồng bằng sông Cửu Long, nhưng bao giờ học đến đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta sẽ biết rằng là đồng bằng sông Cửu Long là vùng có diện tích và sản lượng lúa lớn nhất ở nước ta. Vùng này luôn luôn chiếm hơn 50% cái sản lượng lúa của cả nước. Và do có sản lượng lớn đến như vậy cho nên là đồng bằng sông Cửu Long cũng là vùng có bình quân lương thực đầu người cao nhất nước ta. Thế còn về năng suất ý, thì cái năng suất lúa của đồng bằng sông Cửu Long thì thấp hơn đồng bằng sông Hồng. Đồng bằng sông Hồng mới là cái vùng mà có năng suất cao nhất cả nước. Và đáp án đúng của câu này chính là đáp án A. Chúng ta có câu 25, đáp án đúng là đáp án A. Chúng ta tiếp tục với câu số 26. Ngành nào sau đây không phải là ngành trọng điểm của vùng đồng bằng sông Hồng? A. Chế biến lương thực thực phẩm, B. Sản xuất hàng tiêu dùng, C. Sản xuất vật liệu xây dựng hay D. Khai thác khoáng sản. Thì chúng ta thấy rằng là đồng bằng sông Hồng của chúng ta thì có rất nhiều các cái ngành công nghiệp mà có thế mạnh dựa trên cái lợi thế về nguồn lao động dồi dào, nguồn nguyên liệu nông
sản, thủy sản rất là phong phú, hay là nguồn đá vôi và đất sét hay là cao lanh. Cho nên là chế biến lương thực thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng hay là sản xuất vật liệu xây dựng là cái thế mạnh, đó là những ngành công nghiệp trọng điểm của đồng bằng sông Hồng. Thế còn khai thác khoáng sản ở đồng bằng sông Hồng, mặc dù có ví dụ khai thác khí đốt ở Tiền Hải chẳng hạn, nhưng không phải là ngành công nghiệp trọng điểm của đồng bằng sông Hồng. Và chúng ta có đáp án đúng ở câu số 26, chính là đáp án D, khai thác khoáng sản. Chúng ta tiếp tục với câu số 27. Dân cư và lao động ở Đông Nam Bộ không có đặc điểm nào sau đây? A. Có mật độ dân số thấp hơn cả nước. B. Tỷ lệ dân thành thị cao. C. Lực lượng lao động dồi dào. Hay D. Lao động lành nghề rất là đông. Chúng ta biết rằng là Đông Nam Bộ là một cái vùng mà có quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa hàng đầu ở nước ta hiện nay. Cho nên đây là vùng mà có tỷ lệ dân thành thị rất là cao, và các thành thị ở đây đều là những cái đô thị mà có quy mô lớn hàng đầu của cả nước. Đây cũng là nơi mà thu hút một cái lực lượng lớn lao động ở nơi khác đến, và bản thân dân cư ở vùng này cũng rất là đông. Ở đây là vùng có nguồn lao động dồi dào, có lao động lành nghề đông đảo so với các vùng khác. Thế còn cái mật độ dân số, mật độ dân số của cả nước hiện nay vào khoảng 280 người trên 1 km vuông, còn mật độ dân số của Đông Nam Bộ vào khoảng hơn 600 người trên 1 km vuông. Cho nên là mật độ dân số của Đông Nam Bộ thì luôn cao hơn mật độ dân số trung bình của cả nước. Cho nên đáp án A, mật độ dân số thấp hơn cả nước, là đáp án không đúng về đặc điểm dân cư lao động của Đông Nam Bộ. Như vậy chúng ta có đáp án đúng ở câu 27 là đáp án A. Chúng ta tiếp tục với câu số 28. Đất phù sa của đồng bằng sông Cửu Long phân bố chủ yếu ở khu vực nào sau đây? A. Dọc sông Tiền và sông Hậu. B. Ven bờ Vịnh Thái Lan. C. Bán đảo Cà Mau. Hay D. Ven bờ Biển Đông. Thì chúng ta thấy rằng là ở đồng bằng sông Cửu Long thì diện tích đất phù sa rất nhiều, bao gồm đất phù sa ngọt, đất phèn và đất mặn. Thế ở đây chúng ta thấy rằng là ở những cái khu vực ven biển ấy thì đất chủ yếu là đất mặn. Thế còn cái vùng đất mà chúng ta nhìn trên Atlas trang 11 có ký hiệu màu xanh lá chuối nhạt ấy, màu lá lúa ấy, thì đó là ký hiệu của đất phù sa ngọt, và nó phân bố chủ yếu dọc ở hai bên bờ sông Tiền và sông Hậu. Nên chúng ta có đáp án đúng ở câu số 28, chính là đáp án A. Chúng ta tiếp tục với câu số 29 nhé. Thế mạnh nổi bật về tự nhiên để phát triển cây vụ đông ở đồng bằng sông Hồng là gì? A. Đất phù sa màu mỡ. B. Nguồn nước phong phú. C. Khí hậu có mùa đông lạnh. Hay D. Địa hình bằng phẳng. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là tất cả bốn cái đáp án này thì đều là thế mạnh của đồng bằng sông Hồng. Nhưng mà để phát triển vụ đông ấy thì điều kiện quan trọng nhất ở đây chính là do yếu tố khí hậu. Nhờ khí hậu có một mùa đông lạnh, cho nên vào vụ đông thì đồng bằng sông Hồng có thể trồng được các loại cây có nguồn gốc ôn đới, có nguồn gốc từ xứ lạnh, ví dụ như các loại rau, bắp cải, xà lách hay là súp lơ rồi khoai tây rồi vân vân vân. Đấy là nhờ dựa vào cái mùa đông lạnh, đúng không ạ? Như vậy chúng ta có đáp án đúng ở đây là đáp án C, khí hậu có mùa đông lạnh. Chúng ta tiếp tục với câu 30. Điểm giống nhau về điều kiện tự nhiên giữa Đông Nam Bộ và Tây Nguyên là gì? A. Địa hình cao nguyên xếp tầng. B. Mùa mưa và mùa khô rõ rệt. C. Khí hậu phân hóa theo độ cao. Hay D. Diện tích rừng tự nhiên chiếm tỷ lệ lớn. Ở đây chúng ta có thể thấy rằng là ba cái đáp án A, C và D thì đều là những cái đặc điểm mà vùng Tây Nguyên có, nhưng mà Đông Nam Bộ thì không rõ rệt. Chỉ có đáp án B, mùa mưa và mùa khô rõ rệt là điểm chung nhau của vùng Đông Nam Bộ và vùng Tây Nguyên về mặt tự nhiên. Cả hai vùng này thì khí hậu đều có sự phân hóa. Mùa mưa với cái đặc điểm là thời tiết nóng và có mưa rất nhiều. Còn vào mùa khô thì ở hai vùng này nhiệt độ ở những cái ở Đông Nam Bộ và ở Tây Nguyên thì những cái cao nguyên thấp ở Tây Nguyên thì nhiệt độ nóng nhưng mà lại không có mưa. Thế còn ở Tây Nguyên thì ngoài ra có sự phân hóa khí hậu theo độ cao. Như vậy chúng ta có đáp án đúng ở đây là B, mùa mưa và mùa khô rõ rệt. Chúng ta có đáp án ở câu 30 là D. Chúng ta tiếp tục với câu số 31. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 15, em hãy cho biết là hai đô thị nào sau đây của nước ta thuộc loại đô thị đặc biệt? A. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. B. Đà Nẵng và Cần Thơ. C. Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. H.
hay D, Hà Nội và Hải Phòng. Thế thì chúng ta nhìn ở trên Atlas trang 15, chúng ta thấy là cái ký hiệu đô thị đặc biệt ý, đúng không ạ? Được ký hiệu là hình vuông lớn và có dấu chấm ở giữa. À, chúng ta thấy là ở miền Bắc ạ, chúng ta có Hà Nội, đô thị đặc biệt ở miền Bắc. Thế còn ở miền Nam thì chúng ta có thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt. Như vậy, nhìn chung là trên phạm vi cả nước chúng ta có hai đô thị đặc biệt, đó chính là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy chúng ta có đáp án đúng của câu 31 chính là A, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có đáp án ở câu 31 chính là đáp án A. Chúng ta tiếp tục với câu số 32. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 19, biểu đồ diện tích và sản lượng lúa qua các năm, hãy cho biết nhận định nào sau đây đúng. A, diện tích tăng, sản lượng giảm. B, diện tích tăng, sản lượng tăng. C, diện tích giảm, sản lượng tăng. Hay D, diện tích giảm, sản lượng giảm. Thế thì ở đây chúng ta dựa vào Atlas Địa lý trang 19 trên bản đồ sản lượng sản xuất lúa vào năm 2007 thì chúng ta có cái biểu đồ diện tích và sản lượng lúa cả nước qua các năm. Ở đây thì chúng ta thấy là vào năm 2000 diện tích lúa của chúng ta được thể hiện bằng cái biểu đồ hình tròn, và vào năm 2000 thì diện tích lúa của chúng ta là 7.666.000 ha. Đến năm 2005 là 7.329.000 ha và đến năm 2007 là 7.207.000 ha. Như vậy là diện tích lúa của chúng ta giảm. Thế còn sản lượng lúa được ký hiệu bằng biểu đồ hình cột. Và chúng ta thấy là vào năm 2000 thì diện sản lượng lúa của chúng ta là 32.530.000 tấn. Năm 2005 là 35.832.000 tấn. Đến năm 2007 là 35.942.000 tấn. Như vậy chúng ta thấy là theo thời gian thì cái sản lượng lúa của chúng ta có xu hướng là tăng. Thế còn cái diện tích lúa thì lại hơi giảm. Như vậy chúng ta thấy cái đáp án đúng của chúng ta ở đây là đáp án C, diện tích thì giảm nhưng mà sản lượng thì tăng. Như vậy là chúng ta có đáp án đúng của câu số 32 là đáp án C. Chúng ta tiếp tục với câu số 33. Căn cứ vào Atlas trang 22, cho biết nhà máy nhiệt điện nào sau đây có công suất lớn nhất? A, Na Dương. B, Uông Bí. C, Ninh Bình. Hay D, Phả Lại. À, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở Atlas trang 22 trên bản đồ công nghiệp năng lượng chúng ta quan sát nhé. Thì chúng ta thấy rằng là ở bảng chú giải ấy, thì chúng ta có cái ký hiệu nhà máy nhiệt điện, ký hiệu ngôi sao màu đỏ lớn, đấy là những cái nhà máy mà có công suất trên 1.000 MW. Thế còn ngôi sao nhỏ là ký hiệu của các nhà máy có công suất dưới 1.000 MW. Thế và ở đây chúng ta thấy là trên phạm vi cả nước ta thì ở khu vực miền Bắc của chúng ta, các cái nhà trong số các cái nhà máy nhiệt điện thì Na Dương hay là Ninh Bình hay là Uông Bí thì đều có công suất dưới 1.000 MW, chỉ có Phả Lại là có công suất trên 1.000 MW. Như vậy là chúng ta thấy là trong số 4 nhà máy nhiệt điện thì cái nhà máy có công suất lớn nhất chính là nhiệt điện Phả Lại, và chúng ta có đáp án đúng ở đây chính là đáp án D. Vậy câu 33 đáp án đúng là D. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với câu 34. Căn cứ vào Atlas Địa lý trang 24 cho biết cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thuộc tỉnh nào sau đây? A, Lạng Sơn. B, Quảng Ninh. C, Hà Giang. Hay là D, Lào Cai. Thế thì chúng ta sẽ mở Atlas trang 24 ra, và chúng ta thấy rằng là trên trang 24 thì cái cửa khẩu của Hữu Nghị, vâng ạ, chúng ta có thể nhìn thấy là cái cửa khẩu Hữu Nghị nằm ở khu vực tỉnh Lạng Sơn. Thế còn tỉnh Quảng Ninh thì có cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Lào Cai thì có cửa khẩu Lào Cai. Vâng ạ. Thế còn ngoài ra thì tỉnh Hà Giang. Vâng ạ. Hà Giang ở đây chúng ta thấy không có ký hiệu của cửa khẩu nào. Như vậy chúng ta có đáp án đúng ở đây chính là đáp án A, Lạng Sơn. Sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục với câu 35. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 26, em hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không thuộc vùng đồng bằng sông Hồng? A, Phúc Yên. B, Hà Nội. C, Hải Phòng. Hay D, Việt Trì. Thế thì chúng ta có thể thấy rõ trên Atlas Địa lý trang 26 thì các cái trung tâm công nghiệp như là Phúc Yên, Hà Nội, Hải Phòng, đây ạ,
chúng ta thấy là Phúc Yên, Hà Nội hay là Hải Phòng thì đều nằm trong ranh giới của đồng bằng sông Hồng. Chỉ có Việt Trì ạ. Việt Trì mặc dù nằm ở đỉnh của tam giác đồng bằng sông Hồng nhưng lại không thuộc vùng kinh tế đồng bằng sông Hồng. Là Việt Trì chúng ta học ở cái phần đồng bằng sông Hồng thì chúng ta biết là đồng bằng sông Hồng thì có hình tam giác đúng không ạ? Và cái Việt Trì là nằm ở cái đỉnh của cái tam giác đấy, nhưng mà Việt Trì thì thuộc tỉnh Phú Thọ và thuộc vùng trung du miền núi Bắc Bộ. Như vậy chúng ta thấy đáp án đúng của câu số 35 là đáp án D, Việt Trì không phải là trung tâm công nghiệp của đồng bằng sông Hồng. Chúng ta đang đúng là đáp án D. Chúng ta tiếp tục với câu số 36. Thành phố Hà Nội không giáp với tỉnh nào sau đây? A. Phú Thọ, B. Bắc Ninh, C. Hà Nam hay D. Hải Dương? Ở đây là một câu hỏi thuộc phần địa lý địa phương, và chúng ta thấy rằng là Hà Nội của chúng ta thì giáp với nhiều tỉnh, trong đó thì giáp với Bắc Ninh ở phía Bắc, giáp với Hà Nam ở phía Nam và giáp với tỉnh Phú Thọ ở phía Bắc. Thế còn ở phía Tây Bắc, thế còn Hải Dương thì không giáp với Hà Nội, nhưng chúng ta có đáp án đúng ở đây là đáp án D, Hải Dương. Các câu từ số câu 37 cho đến câu 40 là những cái câu gắn với các cái bảng số liệu, và chúng ta thấy rằng là câu 37 cho chúng ta bảng số liệu về cơ cấu GDP của nước ta từ năm 2010 và năm 2015. Trong đó thì chúng ta có một cái bảng số liệu gồm các ngành nông lâm ngư nghiệp, công nghiệp xây dựng và ngành dịch vụ thuộc hai năm là năm 2010 và năm 2015, đơn vị là phần trăm. Yêu cầu của câu hỏi, biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu GDP của nước ta năm 2010 và năm 2015 là gì? A. Biểu đồ cột, B. Biểu đồ miền, C. Biểu đồ tròn hay D. Biểu đồ đường? Thì chúng ta thấy rằng là biểu đồ cột thì có ưu thế trong việc thể hiện số lượng của đối tượng. Biểu đồ đường thì có ưu thế trong việc thể hiện tốc độ tăng trưởng, sự gia tăng hay là sự thay đổi của đối tượng. Ở đây là đối tượng địa lý kinh tế. Thế còn biểu đồ miền thì có khả năng thể hiện cơ cấu của các cái đối tượng mà cái số 5 ấy, từ 4 năm trở lên. Chỉ có biểu đồ tròn là có ưu thế trong việc thể hiện cơ cấu từ 3 năm trở xuống, mà trong đề bài cho chúng ta 2 năm. Như vậy chúng ta có đáp án đúng ở đây là đáp án C, biểu đồ tròn. Vậy chúng ta có đáp án đúng ở câu 37 là C. Chúng ta tiếp tục với câu số 38. Câu 38 cho bảng số liệu về giá trị xuất nhập khẩu của nước ta trong giai đoạn 2005-2016. Đơn vị là triệu đô la. Ở đây chúng ta có hai loại số liệu. Một là số liệu về giá trị xuất khẩu, hai là giá trị nhập khẩu. Có 4 năm là năm 2005, 2010, 2012 và năm 2016. Câu hỏi như sau. Nhận xét nào sau đây đúng về giá trị xuất nhập khẩu của nước ta trong giai đoạn 2005-2016? A. Giá trị xuất khẩu tăng nhanh hơn giá trị nhập khẩu. B. Giá trị xuất khẩu tăng, giá trị nhập khẩu giảm. C. Giá trị xuất khẩu luôn lớn hơn giá trị nhập khẩu. D. Giá trị nhập khẩu luôn lớn hơn giá trị xuất khẩu. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là ở thời điểm đầu tiên vào năm 2005 thì chúng ta thấy là giá trị xuất khẩu thì nhỏ hơn giá trị nhập khẩu. Đến năm 2010, giá trị xuất khẩu vẫn nhỏ hơn giá trị nhập khẩu. Đến năm 2012 thì giá trị xuất khẩu bắt đầu lớn hơn giá trị nhập khẩu. Và đến năm 2016 thì giá trị xuất khẩu cũng vẫn lớn hơn giá trị nhập khẩu. Như vậy chúng ta thấy là cái đáp án C và đáp án D không đúng, đúng không ạ? Thế còn ở đáp án B, giá trị xuất khẩu tăng, giá trị nhập khẩu giảm cũng không đúng. Bởi vì chúng ta thấy là cả giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu đều liên tục tăng lên. Như vậy là đáp án B không phải là đáp án đúng. Đáp án A, giá trị xuất khẩu tăng nhanh hơn giá trị nhập khẩu, thì chúng ta kiểm tra cái đáp án này bằng cách là chúng ta lấy cái giá trị xuất khẩu của năm 2016, chúng ta chia cho giá trị xuất khẩu của năm 2015, và chúng ta làm tương tự như vậy với giá trị nhập khẩu, và chúng ta sẽ được là giá trị xuất khẩu của chúng ta từ năm 2015 đến năm 2016 đã tăng lần, thế còn giá trị nhập khẩu thì tăng hơn 4 lần. Như vậy là giá trị xuất khẩu đã tăng nhanh hơn giá trị nhập khẩu. Vậy thì chúng ta có đáp án đúng ở đây chính là đáp án A. Chúng ta tiếp tục với câu số 39 nhé. Câu 39 cho bảng số liệu số dân và diện tích của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2015. Chúng ta có một cái bảng số liệu về diện tích và số dân của hai cái địa phương này. Đơn vị của diện tích là km vuông và đơn vị số dân là nghìn người. Đáp câu hỏi như sau. Mật độ dân số của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2015 lần lượt là
A 4.607 người trên km vuông và 2.572 người trên km vuông. B 2.572 người trên km vuông và 4.607 người trên km vuông. C 3.888 người trên km vuông và 2.171 người trên km vuông. Hay D 2.171 người trên km vuông và 3.888 người trên km vuông. Thì ở đây chúng ta đã biết là ở bài số 3 đúng không ạ? Khi tìm hiểu về sự phân bố dân cư thì chúng ta đã được học cách tính mật độ dân số. Và chúng ta biết là mật độ dân số thì bằng số dân đơn vị là người chia cho diện tích đơn vị là km vuông. Chúng ta lưu ý là trong đề bài thì cho chúng ta đơn vị của số dân là nghìn người. Như vậy là khi tính mật độ dân số của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta phải lấy những cái số liệu này chúng ta nhân với 1.000, chúng ta đổi ra đơn vị là người thì chúng ta được cái đơn vị mật độ dân số là người trên km vuông. Sau khi đổi số liệu như vậy, thay số vào tính thì chúng ta sẽ tính được cái kết quả. Và chúng ta lưu ý là đối với kết quả của mật độ dân số thì chúng ta phải làm tròn số thành số chẵn như thế này, chứ chúng ta không để số lẻ. Và chúng ta được cái kết quả mật độ dân số của Hà Nội là 2.171 người trên km vuông, còn mật độ dân số của Thành phố Hồ Chí Minh đông hơn là 3.888 người trên km vuông. Như vậy đáp án đúng của chúng ta ở câu 39 là đáp án D. Tiếp theo chúng ta đến với câu cuối cùng, câu 40. Câu 40 cho biểu đồ về tình hình sản xuất lúa gạo của nước ta trong giai đoạn 2005 và 2016. Câu hỏi của bài này như sau. Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào dưới đây? A. Sản lượng và năng suất lúa của nước ta giai đoạn 2005-2016. B. Diện tích lúa cả năm và sản lượng lúa của nước ta giai đoạn 2005-2016. C. Diện tích lúa cả năm và năng suất lúa của nước ta giai đoạn 2005-2016. D. Năng suất và bình quân lúa theo đầu người của nước ta giai đoạn 2005-2016. Ở đây chúng ta thấy là trong đề bài thì có đề cập đến một số các cái chỉ số. Thứ nhất là sản lượng, thứ hai là năng suất lúa, thứ ba là diện tích lúa và thứ tư là bình quân sản lượng lúa theo đầu người. Và chúng ta biết rằng là cái đơn vị của sản lượng ấy là tấn hoặc là nghìn tấn. Đơn vị của năng suất lúa là tạ trên hecta hoặc tấn trên hecta. Đơn vị của diện tích là nghìn hecta. Thế còn đơn vị bình quân sản lượng lương thực, sản lượng lúa theo đầu người là kg trên người. Thế ở đây chúng ta thấy là trong đề bài này thì đề cập đến hai đơn vị, một là nghìn hecta, đó là đơn vị của diện tích, và tạ trên hecta, đó là đơn vị của năng suất lúa. Như vậy chúng ta có đáp án đúng ở đây là C, diện tích lúa cả năm và năng suất lúa nước ta giai đoạn 2005-2016. Vậy chúng ta có đáp án đúng ở câu 40 là đáp án C. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là 40 câu hỏi của chúng ta thì nó giải đều ra nội dung của các bài trong chương trình địa lý lớp 9. Chúng ta thấy là từ câu số 1 đến câu 4 thì thuộc chủ đề địa lý dân cư. Từ câu số 5 cho đến câu số 15 thì thuộc cái chủ đề địa lý kinh tế, đúng không ạ? Thế còn từ câu số 16 đến câu số 30 thì thuộc chủ đề sự phân hóa lãnh thổ kinh tế. Về đấy là những câu hỏi về các vùng kinh tế của chúng ta và phần biển đảo. Các câu từ câu số 31 cho đến câu số 35 là 5 câu hỏi khai thác Atlas địa lý Việt Nam và đều là những câu hỏi khá là dễ. Câu số 36 là câu thuộc phần địa lý địa phương, địa lý địa phương của Hà Nội. 4 câu cuối cùng là 4 câu liên quan đến kỹ năng khai thác, phân tích bảng số liệu và biểu đồ. Chúng ta có câu 37 và câu 40 là 2 câu liên quan đến biểu đồ. Trong đó câu 37 là câu nhận dạng biểu đồ, câu 40 là câu nhận xét biểu đồ. 2 câu 38 và 39 thì liên quan đến bảng số liệu. Trong đó câu 38 của chúng ta thì yêu cầu cái kỹ năng xử lý, phân tích, nhận xét số liệu. Thế còn câu số 39 là cái câu tính toán, đúng không ạ? Chúng ta tính mật độ dân số. Như vậy là chúng ta đã được biết là cái đề thi minh họa thì có cấu trúc và nội dung như thế nào. Hy vọng rằng là cái việc tìm hiểu và phân tích về đề thi sẽ giúp chúng ta có một cái sự chuẩn bị rất là tốt về kiến thức, về kỹ năng, về tâm thế để chúng ta sẵn sàng bước vào kỳ thi vào 10, vào cuối năm học
Cô hy vọng rằng chúng ta sẽ có một thời gian học tập thật là tốt và sẽ thi đạt kết quả thật cao. Rất cảm ơn các em đã theo dõi và hẹn gặp lại các em ở các cái bài học cụ thể của chương trình lớp 9 nhé. Chào tạm biệt các em.